Hôm nay mình tiếp tục mình tra cái dây kéo bên hông của sườn quần mình luôn ha mấy chị. Mình tra sợi dây kéo bên hông với mình tra lưng ha. Để hoàn thành cái quần luôn. Bây giờ trước khi mình tra dây kéo thì chị em mình gọt cái phần lưng mình tra nè ha, gọt cái phần dư bỏ. Thì chị em mình lấy thước ha, kê vô. Kê cái độ cong. Đây nè ha mấy chị, cái độ cong cho nó giống cái đường cặp đường vách sổ của mình nè ha. Rồi mình cắt cái phần bìa này bỏ. Nếu chị em quen tay thì chị em khỏi thước thì chị em cắt nó cũng suôn chiều ha. Còn mấy bạn mới thì có thước làm cho nó dễ. Rồi phía bên còn lại cũng vậy luôn. Mình cắt cho nó suôn chiều nha. Ở trên lưng nó túm vô một xíu. Chị em quen rồi, chị em không cần cắt, chị em may cũng được. Còn cái này em cắt cho chính xác để chị em mình dễ thấy đường may thôi. Rồi sợi dây kéo thì một chút nữa mình tra. Mình tra vô một phân rưỡi, non 1 phân rưỡi một xíu. Đó, một chút mình may ngay đó đó. Bên này cũng vậy. Rồi mình cắt cái phía lưng bề trái của mình luôn nha. Mình cắt cái lưng bề trái của mình cho cái độ xéo nó giống luôn nha mấy chị. Đây ha, chị em mình đặt mặt với mặt úp lại nè. Bề mặt của cái lưng nè ha. Mặt với mặt úp lại thì chị em mình xoay bề trái lên, chị em mình cắt cho nó bằng. Còn nếu không thì chị em mình để cái lưng này phía dưới, trái với trái úp lại. Trái với trái úp lại rồi chị em mình cũng tề cho nó bằng, cái độ xéo giống nhau nha. Ở trên dưới dưới độ xéo giống nhau. Rồi mình có một bên độ xéo thì mình cắt bên còn lại cũng giống như vậy luôn, mặt với mặt úp lại nè, mình tề cho nó giống y như vậy luôn. Đây ha, để bảo đảm là hai cái lưng bề trái và bề mặt cái độ xéo nó giống nhau. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình chuẩn bị để mình tra dây kéo. Dây kéo thì tùy ý chị em mình ha, nó có nhiều hiệu, chị em mình cần xài cái loại kéo nào thì mình mua kéo đó ha. Dây kéo này thì nó nằm tầm trung thôi, nó không phải là quá xịn mà nó cũng không quá dở. Cái này mình biết mình tra kỹ, mình mặc kỹ thì nó cũng bền lắm mấy chị. Nếu chị em mình kỹ thì chị em mình đo luôn chiều dài của cái đường dây kéo mình bao nhiêu thì mình đo ra ngoài dây kéo của mình luôn ha. Còn nếu như mà mình cái vải mà mình không quen á, nó giãn nhiều hay ít mình không quen á thì mình tra tới đâu mình đo tới đó cũng được. Bây giờ mình sẽ đo cái đường chừa dây kéo của mình là bao nhiêu. Cái chỗ này là cái móc cuối cùng của mình là ngay đường phấn ha mấy chị. À, xin lỗi, ngay đường đường may của mình lỗi mối nè ha. Mình đặt thước lên. Chị em mình tra cái điểm dừng cuối cùng là tới mí keo. Đây nè mấy chị. Là tới mí keo rồi nè. Làm đánh dấu ra bề mặt nè ha. Đây nếu chị em đo theo đường cong. Nó sẽ là 18,7. Tổng cộng nó là 18,7. Rồi chị em mình chuẩn bị sợi dây kéo của mình ha. Chị em mình bắt đầu. Chị em thấy nhìn thấy cái chỗ là cái móc đầu tiên của mình không? Đây nó có cái dấu đầu tiên của mình, ở đây là những cái răng. Những cái răng dây kéo mình để nó bắt với nhau. Nó chồm lại với nhau để mà nó dính lại ha. Rồi ở đây là có cái đầu nè, cái đầu này nó khóa lại nè cho cọng dây kéo mình khi mà mình kéo đừng có bung lên ha. Còn ở trên này là không không, ở trên này nó mềm lắm. Tới đây là có cái khóa nè, chị em đánh dấu từ cái khóa đó lên trên 2 ly trở lại. Em đánh dấu rồi cho quay gần cho chị em mình xem ha. Đây. Từ cái dấu của mình, cái dấu phấn của mình xuống 2 ly mới tới cái khóa này ha. Rồi bên kia cũng y như vậy. Rồi tiếp theo là sợi dây kéo mình đã chừa ở phía trên đây mình đánh dấu phấn rồi ha. Mình đo chiều dài sợi dây kéo của mình. Dài sợi dây kéo của mình là 19 một tí nha mấy chị.
non 19 một xíu, ở đây là 18 rồi nè, non 19 một xíu. Bởi vì tổng cái đường trên thân quần mình phải tra dây kéo là 18,7 thì ở trên đây hơn 18,7 một chút. Rồi chị em mình đánh dấu một bên ha, rồi chị em mình kéo dây kéo lên. Rồi mình sẽ sang cái dấu qua thì nó bằng y à. Chị em nào có cách tra dây kéo ok hơn thì chị em cứ tra nha. Em có hướng dẫn mấy cái quần áo dài này nọ tra khác các mẫu này ha. Chị em cứ cái nào tra dễ thì tra. Rồi xong bây giờ mình chuẩn bị tra dây kéo thì mình tháo cái chân vịt, mình thay chân vịt dây kéo nha. Em vặn con ốc tay cho nó nhanh đó, cho nên là em cứ xài con ốc này. Rồi như vậy thì chị em kê vô chị em tra được rồi. Nhưng mà em thì thường là em sẽ chỉ với chị em mình á, muốn tra dễ hơn thì chị em mình ủi. Ủi cái răng này nè mấy chị. Đây ha, cái này sao cho dễ thấy đây. Để chị lấy cái giấy thang này cho cũng dễ thấy hơn không. Cũng không thấy ra đi, không thấy đâu. Hơi khó. Cái này cũng khó thấy. Đây nha mấy chị, phía bên này nó có mấy cái răng nè. Chị em mình bung nó ra, chị em mình ủi cho nó lọt qua bên kia. Còn không ủi thì chị em lấy cái cây nhắt của mình, chị em cào qua cũng được. Mình lấy cái bảng cái chỗ này ha, nó không có bị bén nha. Đây chị em mình cào nó ra đây nè ha. Bình thường mình để thì nó cớp lại như vậy nè mấy chị, cớp lại như vậy. Chị em mình bung nó ra rồi chị em mình cào nó cái là nó lọt qua bên kia hết à, nó lọt mấy cái răng này ra bên kia hết à. Đây để em cào một bên rồi em cho chị em mình xem. Đây ha, bây giờ mình cớp lại nè, chị em mình nhìn không còn thấy cái răng nào hết nè, thấy không, nó nhẵn luôn rồi nè, không còn thấy cái răng nào hết. Bên đây em chưa cào nè, nè nhìn thấy không, nhìn thấy mấy cái răng không Lý? Thấy ha. Bên đây là em chưa cào nè mấy chị, còn bên đây em cào rồi nè ha. Thì khi em cào rồi cái răng lọt qua bên kia thì khi mình bung ra vậy là mình mai theo cái kẻ này nó rất là dễ, nó không bị cấn. Rồi chị em cứ cào ra ha. Đây nè nè, bình thường nó cớp như vậy nè nha, cái mình bung nó ra. Không cào chị em mình có cái chân vịt tra dây kéo mình tra vẫn được nha, nó không có bị ảnh hưởng đâu. Nhưng mà mình cào như vậy thì dễ tra hơn nữa. Đây em cào xong rồi. Đây ha, nè nó mất tiêu mấy cái răng hết rồi nè. Rồi bây giờ mình may ha. Cắt ở trên may xuống. Đường may thì chị em mình nhớ là đường may bỏ lên lưng nha. Đường may lưng nè, mình bỏ lên lưng ha. Chị em nào may vải dày quá đó, dày quá, keo dày thì chị em mình cắt bỏ keo, gỡ keo. Chị em mình ủi keo vừa tới mí đường may mình thôi. Còn cái này keo vừa, không có dày thì em cứ để luôn ha. Rồi mình bắt từ ở trên mình tra xuống. Cái chỗ keo của mình đây. Chút nữa mình may ngay đường này. Đây ha mấy chị, mặt úp xuống dưới rồi nè ha. Cái ngay cái móc của mình nè, ngay cái móc dây kéo nè, cái dấu khóa cuối cùng nè ha, lên 20 mm là đường phấn 20 mm, ngay đường phấn này là đúng. Rồi mình bung nó ra ha, mình nghiêng nó ra nè, mình tra vô. Chị em mà biết tra dây kéo rồi thì thông cảm giùm em nha. Tại vì cái này phải hướng dẫn từ đầu để mấy bạn mới, mấy bạn biết đường may. Để mấy bạn đi tìm bên video khác khó á mấy chị. Mấy chị để ý ha, ngay cái chỗ cái mối mà cái mũi kim mà nằm trên cái lưng của mình chuẩn bị xuống dưới thân quần, chị em mình lại mối một mũi kim hoặc hai mũi kim. Tại vì ngay cái chỗ đó đó mình kéo nó hay bị vướng á, nó dễ bị bung lắm. Rồi chị em mình tra từ ở đây thẳng xuống. Khi mà mình tra là chị em mình để như vậy nè, là cái miếng này nè, nó bật ra được nè nha. Nè, nó có thể cuốn vô trong, nó có thể bật ra, mình may mình phải bật ra nha. Chị em mà mua cái chân vịt mà chị em mình tra vô máy mà vô dây kéo không đẹp thì chị em mình nhắn với lại Phúc á. Phúc nó chỉ cho mấy chị.
Tại vì nhiều khi cái chân vịt với cái trục kim nó không ngay á, mà chỉnh cái trục kim lại một cái là được ha. À xin lỗi, em nói lộn cái trục kim. Cái chân vịt của mình nó mấy chị, nó có cái trục chân vịt á chỉnh lại. Em nói lộn là cái trục kim. Rồi chị em mình cứ canh ngay mí, chị em cứ may xuống ngoài ha. Chị em mình thấy là cái dấu phấn lúc nãy mình đánh dấu là 19, gần 19 nè mấy chị. Đây nè ha. Nó y với nhau luôn, chị em mình kê ngay mí rồi chị em mình may. May tới đường phấn hoặc là gần tới đường phấn cách 1 mm, 2 mm. Rồi chị em mình lại mối nha. Rồi mình cắt chỉ ra. Đây chị em nhìn lại ha. Ở bên đây là cái đường phấn của mình nè, đường phấn của mình nè là nó vừa tới cái dấu cuối cùng của mình nè ha. Thì bên kia mình cũng để y như vậy, mình may ngược lên. Đây mấy chị, ở trên mình may xuống rồi, giờ mình bắt cái dưới mình may lên nè. Mà ha, đây chị em mình cứ sợi dây kéo để đúng chiều là đừng có để xà lọn như vậy nha. Mình sửa cho nó ngay như vậy đúng chiều rồi mình kê vô. Cái dấu phấn của mình, cái dấu đường phấn mực của mình lại đánh dấu nè ha. Đây cái đường mực của mình nè ha. Thì cho nó nằm ngay. Ây da, lấy về làm giùm chị. Đây nè mấy chị, cái đường mực của mình nè ha. Thì nó nằm ngay cái dấu này của mình nè mấy chị. Rồi bây giờ mình cứ kê nó ngay ha, mình chỉnh cho nó ngay. Rồi chị em chỉnh cho nó ngay ha, chị em cắm kim xuống ngay chỗ đó. Mình lỡ cắm kim trên 1-2 ly cũng được nha, rồi mình lỡ mối, nó tuột xuống nó y như vậy à. Rồi bây giờ mình lỡ mối để mình tra dây kéo. Rồi mới kỹ kỹ nha mấy chị. Tại vì ở đây mặc cái lực nó căng cái quần mình mạnh lắm, cho nên chị em mình may hơi kỹ. Đừng có may thưa quá, may thưa quá mặt nó dễ bung lắm. Chị bà quạt của cái máy lạnh hết công sức đó, chắc là nó kêu ồn lắm. Cho nó mát. Rồi bên này chị em may y như bên kia, mà chỉ có cái là phía dưới mình may lên. Chị em mình cắt chính xác rồi là may nó chính xác. Nè dấu phấn nó ngay dấu phấn nè. Mình lại mối luôn ha. Em không thích cắt chỉ tự động mấy chị. Cắt cái xong cái mình vô cái mối tiếp theo, cái nó rối chỉ một tí ở cái đầu á, cái em không thích. Rồi bây giờ mình kéo lên ha. Mình tra xong rồi bây giờ mình kéo lên. Đây nè mấy chị, mình nắm cái khóa kéo mình kéo lên. Cái tay trái của chị yếu xìu à. Kéo cái tay phải mới được. Sửa cái này. Ừ, nó còn dính nè. Chị em mình cứ kéo thẳng lên nè. Cái tay trái của em rất là yếu. Thấy không Lý? Thẳng bằng thấy không? Nói mấy chị, thẳng tắp. Rồi ngang đây thì mấy chị kéo kỹ chút xíu. Tại vì ngang chỗ này nè, mình may nó nhiều lớp nè. Chị em kỹ thì chị em cắt bớt cái đường may trong đây một chút nè. Mình giảm cái độ dày của nó ha. Chị em đừng cắt miếng ngoài này nha, chị em cắt cái miếng trong á cho nó bớt, nó đỡ cọm á mấy chị. Chị em mình muốn kỹ nữa thì chị em mình ủi keo tới vừa tới mí đường may mình thôi. Rồi mấy chị nhìn ha, mình thấy mình tra dây kéo mình kỹ xíu thôi, mình ủi lên là nó như ý luôn.
nó thẳng băng luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý tới cái đầu dây kéo. Chỗ này kéo nó hơi cộm chút xíu, chị em đừng có lo nha. Mình kéo một hai lần là nó vừa y à ha. Rồi bây giờ cái phần mà bo đầu dây kéo này thì em có hướng dẫn nhiều rồi ha mấy chị. Cưng dừng camera giùm chị xíu. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình bo cái đầu dây kéo thì chị em mình cắt bỏ cái khúc, cái đoạn giữa cái mấy răng kéo của mình ha. Chị em mình cắt bỏ chừa hai cái dây này lại, chừa hai cái dây này lại. Chị em mình cắt bỏ từ cái đường phấn mình xuống đây cỡ 1,5 phân đến 2 phân ha, trung bình là 2 phân đi. Rồi chị em mình may dính vô luôn. Đây chị em mình sẽ gói lại đây ha. Chị em mình bật nó, chị em mình bật nó cho nó giống như nó cái mũi tên vậy nè mấy chị. Mấy chị kéo nó lại như cái mũi tên vậy nè, nó chồng qua nhau như cái mũi tên ha. Rồi mấy chị co nó lại, chị mấy chị bẻ nó cớp vô luôn. Đây ha. Rồi mình may nó dính vô cái bìa này luôn. Ở đây chị em mình may bằng dây cái bằng chân vịt bình thường cũng được nha. Chết cha rồi. Cắt chỉ luôn rồi. Kệ đi tôi. May bằng cái chân vịt này được hết không sao á. Chân vịt thường cũng được. Tại chị không thích cắt chỉ tự động á cho nên chị mới than á. Rồi chị em mình cứ may lên ha. May giữa đường sợi dây kéo. Chị em mình thay chân vịt bình thường được rồi nha. Tại em quên thay em xài luôn á. Rồi mình kéo dây kéo mình xuống. Chị em cứ may ở vị trí đó thẳng lên tới trên. Rồi bây giờ mình sẽ tra cái lưng vô ha. Đây chị em mình thấy là cái lưng mình, cái miếng bản lưng mình, đường may bản lưng mình ngang qua nè. Nè ha, ngay cái bản lưng mình ngang qua nè. Chị em mình đặt cái mí bề trái phủ xuống 2-3 mm. Đây ha. À bên đây miếng dài. Đây ha mấy chị. Lúc nãy là mình cắt cái chiều xéo cho nó giống nhau nè ha. Rồi mấy chị kê cho nó phủ xuống, phủ nhiều hơn cái lưng trên của mình 2-3 mm hoặc tối đa là 5 mm. Rồi chị em mình lợi máu, chị em may lên luôn nha. Đây nè, cắt chỉ giống như hồi nãy em sận cái là như vậy nè. Mấy chị vô cái nó gì nè, cái thấy nó không đẹp, em uổng chứ không gì hết á. Rồi ha, bây giờ mình may xong lên tới trên rồi đây. Tới phần em may bên kia nha. Bên kia y như bên này. Em thay cái chân vịt nha. Cái chân vịt nên cho dây kéo nãy em quên thay nè. Rồi bên này chị em may cũng y như bên kia. Mình để cái miếng vải bề trái mình cho nó phủ. Đây ha, cho nó phủ xuống miếng keo mình 3 mm. Tới tối đa là 5 mm. Ở ngoài đây cho bằng ha. Rồi mình may thẳng xuống luôn. Rồi bây giờ mình kéo dây kéo mình lên để mình may tới ở dưới cho cái thân quần mình nó thẳng cho nó nằm êm ha. Chị em mình may quần ống xéo, chị em mình cũng tra cái kiểu dây kéo. Chị em mình xiên thì chị em mình may hai cái bìa dây kéo xuống như vậy nè. May hai cái đường này xuống nó nằm êm nè, nó thoải mái, nó nhìn nó êm lắm. Nó không có bị bung á mấy chị. Rồi cái phần dư thì mình cắt bỏ nha. Đây ha mấy chị, dư mình cắt bỏ rồi mình cốt vô. Chị em mình bo bằng vải cũng được nha. Cắt miếng vải bo vô thì nó nhanh hơn.
còn mình gói lại như vậy thì mình khỏi tốn cái miếng vải, nhưng mà nhìn nó đẹp hơn, nó cực hơn một chút nhưng mà nó đẹp hơn. Rồi hoàn thành. Rồi bây giờ mình sẽ may cái lưng. Đây ha, chị em thấy là cái lưng mình may bề trái vô rồi ha. Bây giờ mình sẽ may lộn. Hai bên mình may như nhau nha mấy chị. Đây bây giờ hiện tại là cái lưng mình nó như vậy đây. Chị em mình xác định ha, từ cái mí dây kéo qua bên đây nó là bề mặt. Từ cái mí dây kéo qua bên kia nó là bề trái. Chị em mình cớp toàn bộ bề trái, toàn bộ bề trái lên trên, tính từ sợi dây kéo ha. Bên này là cái lưng thôi, không có cái gì hết. Còn bên này là có đường may dây kéo của mình nè ha. Rồi chị em không quen thì chị em lượt nha. Chị em lượt từ đây qua. Chị em quen là đặt lên máy may luôn ha. Đây chị em lượt qua đặng chị em may. Đặng mình may từ đây nè ha. Mình may trên miếng keo, cách miếng keo 2 phân may qua tới bên kia luôn. Bây giờ em may một bên nha. Em may một bên cho chị em xem nha. Đây đường may mình đây. Đây ha, tất cả bề trái mình là chị em căng ra ha, thẳng ha. Rồi mình bẻ từ cái mí này, mình gấp qua. Rồi bây giờ mình may nha. Hai bên may giống nhau cho nên em may một bên thôi ha mấy chị, một bên thôi, bên còn lại may giống y như vậy là được. Nó bị khờ một chút, bị kim, nó xước kim. Lúc mà chị em may cái đường này ha thì chị em nhớ là hơi căng miếng vải bề trái, hơi căng thôi nha. Hơi căng miếng vải bề trái, đường may cách mí keo 1 đến 2 mm. Rồi xong. Rồi chị em mình cắt chỉ cho nó gọn. Rồi cái phần này thì chị em kết xuống luôn, bẻ kết xuống luôn cũng được. Còn chị em mình không kết, lộn nó vẫn sát nha. Đây chị em mình lộn xuống. Kết xuống lộn. Đây bề trái đây, khi mà chị em mình may xong bề trái chị em mình phủ xuống. Chị em mình phủ xuống nó rất là sạch sẽ ha, bề trái nó rất là đẹp luôn. Bề mặt của mình nè. Bây giờ em dằn luôn nha. May xong rồi chị em mình sẽ dằn một đường trên nẹp bề trái. Bỏ đường may qua bề trái của mình luôn ha. Bây giờ cái lưng mình đây là lưng bề mặt nè, cái miếng này là bề trái ha, mình dằn bên bề trái một đường mí. Chị em mình dằn tới chỗ nào hết được thì cắt ra. Lợi mối nha. Rồi mấy chị thấy không? Mình dằn xong rồi mình lượt xuống nè. Bây giờ trước khi mình lượt xuống thì mình may khóa cái đầu này luôn nha. Cái này chị em mình tề cho ngay cái đi rồi mình hả khóa, để em thôi khóa xong rồi nó không ngay mắc công ha. Đây bây giờ mình bẻ ngược, bẻ ngược tất cả đường may ngược xuống dưới. Rồi mình may lộn cái lưng lại. Chắc chỉ tự động thì may nó nhanh. Em cắt bớt mấy cái phần lụng dụng cho nó đỡ cọm á mấy chị. Rồi mình lộn lại luôn ha. Chị em đừng có cầm đại như vậy lộn nha. Chị em nhớ là phải cốp bẻ là cho nó vuông góc, giữ cái móng tay đây luôn. Mình lộn cho tới nó bung ra. Mình cho tới nó bung vuông góc mình mới buông móng tay mình ra nha. Thì cái bề mặt của mình nó mới vuông được, nó mới đẹp được. Cái này thì chị em mình lộn xong mà nó chưa được như ý thì chị em mình lấy kim mình chỉnh nó lại.
chỗ nào nó chưa có được vuông thì mình kéo nó ra, chỗ nào dư thì mình lấy đầu kim mình đẩy nó vô thì nó sẽ vuông góc. Cái này thực ra nó nằm trong bề trái á mấy chị, nhưng mà mình cũng làm cho nó đẹp nha. Cái này một tí nữa là mình may cái lưng vô nè, thì nó sẽ nằm trong bề trái đó. Rồi bây giờ mình may một đường, may một đường phục dưới mí nha. Chị em không quen chị em mình lượt ha. Rồi chị em không quen thì chị em mình lượt cho em rồi mới may nha. Còn em quen thì em may luôn. Chị em mình may cái đường kim cho, đường kim của mình cho nó phục ở dưới ngay cái kẽ giữa cái lưng và cái quần đó, cái thân quần mình đó ha. Rồi mình may tới ở ngoài, còn cách chừng 3 ly, 5 ly nữa thì mình lại mối. Đây mấy chị, khi mà mình may cái đường may mình ở dưới đây nè, là nó phục xuống luôn, mình không có thấy đường may ha. Rồi cái bề trái của mình thì nó rất là ok, nó đẹp ha. Rồi bây giờ em may phía bên kia nha. Phía bên kia nhờ thầy Lý dừng camera đi. Tại chị may nó giống yêu này. Rồi sau khi mà em may cái lưng rồi, ở đây nè mấy chị, cái lưng bên nhỏ em may mũi rồi nha, cái phía bên nhỏ của mình, rồi cái phía bên lớn của mình, cái phía bên dài của mình ha, em cũng may rồi luôn, em cũng ủi cái lưng rồi luôn nha. Đây mình ủi cái lưng rồi luôn, bề trái. Đây nè chị, mấy chị, mình phủ xuống nhiều thì nó phủ xuống nhiều một chút vậy nè, chứ không có sao hết ha. Rồi bây giờ bề mặt của mình thì nó như vậy. Nó giống y đường may mình luôn à mấy chị. Sợi dây kéo mình đây ha. Rồi cái bên đây là bề trái. Bề trái thì nó rất là sạch sẽ, nó không có tùm lum. Rồi bây giờ mình tra đường đáy nha. Mình tra đường đáy. Chị em mình cũng bỏ hai cái ống quần bằng nhau rồi mình lộn lại. Cho hai cái ống nó nằm chung một bên. Đây ha. Cái chị em mình vẽ nó rất là dễ. Cái này nếu mà chị em có cầu ủi á, thì chị em mình kê lên cái cầu ủi á, chị em mình vẽ cái đường may nó dễ lắm. Rồi cái lưng thì chị em mình tính từ ngay chính giữa nè mấy chị. Ngay chính giữa nè mình đo ra. Cái lưng của mình là 68 ha. Thường cái lưng 68 thì chị em mình may xong còn 67 là vừa. Chị em mình đo sát ở trên thì còn 67 ha. Chị em mình đo trên đây nè ha. Còn đo dưới đây thì còn 68 đúng. Nó có xê dịch chút đỉnh không sao hết nha mấy chị. Lỡ như đường may mày này mà nó còn lên thêm 4 phân hoặc là 3 phân ha, nó lệch tới lệch lui một chút xíu không sao hết. Ở đây là đo, ở đây là 68 nhưng mà ở trên đây là nó còn có 67 nè mấy chị. Nè ha. Ngay đường may giữa của mình nè. Nè, 33,5 nè, ha. Đó, mình đo dưới thì nó lớn nhưng mà mình đo trên là nó nhỏ lại rồi nha. Rồi bây giờ mình kẻ cái đường may đáy, mình may luôn. Để em lấy cái cầu ủi em kê lên để cho chị em mình dễ hình dung nha. Ở đây ha mấy chị. Cái cầu này nhỏ. Có cầu ủi lớn mà chị lấy cầu ủi nhỏ cho nó gọn. Rồi chỗ cái đường cong của mình nè mấy chị may chỗ này nhỏ lại nha. Nó giống y như cái đường cắt ban đầu của mình. Ở trên lớn, ở dưới nhỏ ra nha. Em đặt cái thước nằm ngược để nãy ngược tay chút. Rồi mình may dần xuống dưới là còn một phân. Cái vòng đáy nè mấy chị, mình giáp lại đường cũ nè.
Rồi để em lấy cái cầu ủi ra cho chị em mình xem. Đây ha. Mình may đây meo từ 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 lớn lên. Ở đây mình may xích ở ngoài một chút nha mấy chị. Nghe đây nè ha. Rồi giờ em may luôn. Cái vòng đáy mà nếu chị em mình may lơi á là mặt nó không đẹp nha. Chị em đừng có may mà trên đây sâu. Chị em đừng có may trên đây sâu mà chị em may nó lơi ra như vậy là không có đẹp nha. Nó lơi ra là chừng nữa nó dư ở phía đây, nó dư cái vải đó, nó không đẹp. Chị em mình may cái đáy mà ở đây bị lơi là mặt vô nó cấn vô cái vòng mông mình nó xấu lắm. Rồi bây giờ mình bắt ở trên mình may xuống. Xong rồi một chút nữa mình may tới giáp mới cũ rồi mình may quay ngược lên. Hai bên bằng nhau ha mấy chị. Cái đường đáy chị em mình may ít nhất là hai đường nha, ít nhất là hai đường. Rồi mình chồng qua đường cũ 4 phân. Mình quay đầu trở lại. May theo đường lúc nãy. Thường thì đường đáy em sẽ may ở cái đường thẳng thì em may hai đường, nhưng mà ngay cái đường căng xéo vải thì em may 3 đường. Để bảo đảm khi mình ngồi mà nó căng cái vải ra nó không có bị hư đường may, nó không bị gập đường may của mình. Rồi mình lại mối, nếu cái máy nào yếu yếu lại mối nó dễ gãy kia mà chị em cho mình quay đầu ha. Rồi thường á là em may cái chỗ này là 3 đường chỉ nè mấy chị. Đây ha, ở đây là đường chỉ đây nè, đường này là đường thẳng. Nó nghiêng nhẹ thôi, chị em may hai đường chỉ được rồi, ủi cho nó đẹp. Cái chỗ này nè mấy chị. Cái đoạn này mấy chị nên may đường chỉ thêm một đường nè ha. Cái đoạn này. Đây chị em mình may chồng lên cũng được. Mình may chồng lên cũng được, còn mình không may chồng lên thì mình chẻ ra mình dằn một đường ở trên đây cũng được. À, ruột chỉ này. Rồi cái đoạn cong này chị em mình dằn một đường chỉ thêm ha, để mà bảo đảm cái đoạn cong này nó không có bị đứt, tại vì kiểu này là canh vải xéo á mấy chị, nó dễ bị đứt chỉ lắm. Rồi ha, chỗ cái đường xéo này thôi, chỗ cái đường cong nhiều này thôi ha. Rồi cái phần còn lại, cái phần còn lại thì mình kết cái lưng mình xuống. Giờ em lộn bề mặt ra cái. Đây cái này là đường đường ráp phía sau của mình ha. Chút mình chẻ đường may ra hai. Rồi mình ủi cái đường đáy phía sau của mình ha. Mình ủi cái là nó phẳng à. Chút nữa chị em mình ủi chẻ hai ra. Rồi còn cái này thì chị em mình kết xuống. Kết xuống để em xỏ chỉ em kết luôn ha. Thầy dừng chút xíu để chị xỏ chỉ. Rồi bây giờ mình kết cái mối này xuống luôn ha mấy chị. Bây giờ chị em mình sẽ xỏ chỉ ở dưới. Ở đây nè ha. Mình bỏ phía dưới nè. Mình xỏ lên để mình giấu, mình giấu mối chỉ đầu tiên. Rồi chị em mình chẻ ra, đừng có kéo bằng mí lên như vậy là sai nha. Không có kéo bằng mí mà mình để cho nó suông chiều so với đường may của mình. Mình xếp là nó nằm ở đâu thì mình sẽ kết ngay đó. Cái móng tay của chị nó bị dính thuốc nè. Chị xịt thuốc á. Nó dính cái nó giống như là nó bị phèn vậy. Cái chị em mình kết xuống ha. Mình kết mình giấu chỉ nha mấy chị. Chị em mình có thể kết dính thấy đường chỉ luôn cũng được ha. Mà chị em mình giấu chỉ thì nó càng đẹp. Đây. Mình cứ lòn mình giấu mối chỉ mình. Kim ở trong á mấy chị. Xa lên 1 phân hoặc 7 ly chị em mình cho nó lên bề mặt một dấu thôi. Nè ha, mình lòn kim ở trong á.
Mà chị em mình thấy em kết xuống mà nó không thấy đường chỉ. Nè chị em mình lòn nè, lòn cái kim ở trong nè ha, ở trong cái lưng mình nè. Rồi chị em mình lấy một chút tí xíu của cái lưng bề trái mình thôi nè, vải một xíu này thôi. Đây ha. Đây bên đây mình kết rồi, bên đây mình chưa nè. Rồi, như vậy là chị em mình biết rồi ha, bên còn lại kết y như nhau. Rồi kết xong rồi chị em mình ủi, ủi chẻ hai cái đường đáy mình vừa ráp nè, ủi chẻ hai ra, ủi về mặt cho nó phẳng lại là thành công. Xong ha. Đây mấy chị thấy ha, khi mình ráp xong là cái lưng mình nó khớp chiều ngang. Nó khớp hết, nó không có bị nhăn, nó không có bị phùng là ok. Phía trước của mình đây. Phía trước của mình đây ha, khi mặc thì cái đùi, cái phần đùi nó hơi đầy lên thì nó sẽ thẳng cái quần mình ra, nó sẽ đẹp à. Cái này dây kéo không? Rồi mình kết thúc video nha, hoàn thành.